Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và ô ly bài tập toán lớp 5. Mời các em mở sách và ô ly bài tập toán lớp 5. Bài 171. Luyện tập trung. Ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập các em nên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi dính nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Và các em đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Nếu các em chưa đăng ký, chưa bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính. Câu E. 2 và 3 phần 4 nhân với 16 phần 33 bằng bao nhiêu? Trước khi thực hiện phép nhân này, thì các em nhớ đổi hỗn số về phân số. 2 và 3 phần 4 các em đổi về phân số như sau. Nếu em nào quên rồi thì thầy giáo nhắc lại. Cách đổi hỗn số về phân số. Các em lấy phần nguyên nhân mẫu cộng với tử, ta được tử số của phân số mới. Phần nguyên là 2 nhân mẫu là 4 bằng 8. 8 cộng với tử số là 3. 8 cộng 3 bằng 11. Mẫu số chính là mẫu số ở phần phân số, tức là 4. Tiếp theo là các em nhân với phân số 16 phần 33. Hai phân số nhân với nhau thì các em lấy tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Để thuận tiện thì 11 nhân 16 các em viết thành 11 nhân 4 nhân 4. 16 thì các em viết thành 4 nhân 4. 4 nhân 33. 33 các em viết thành 11 nhân 3. Rồi sau đó là các em rút gọn chia cả tử và mẫu cho 11. Chia tiếp cả tử và mẫu cho 4. Như vậy còn lại sẽ là 4 phần 3. Các em làm như thế này rất là nhanh. Thay vì các em nhân vào lấy 11 x 16 bằng bao nhiêu, 4 x 33 bằng bao nhiêu, ta được tử số và mẫu số rất là lớn. Sau đó các em lại đi rút gọn thì rất là lâu. Tiếp theo các em sang câu B. 9 phần 15 chia cho 4 phần 5 chia tiếp cho 3 phần 8. Rồi phép chia hai phân số với nhau thì các em cứ lấy phân số thứ nhất, các em nhân với phân số thứ hai đảo ngược lên thôi. Biểu thức này chỉ có phép chia. Như vậy là các em thực hiện theo thứ tự là từ bên trái sang bên phải. Đầu tiên các em lấy 9 phần 15 các em chia cho 4 phần 5 trước. 9 phần 15 chia cho 4 phần 5 thì các em nhân với 5 phần 4. Được kết quả bao nhiêu các em chia tiếp cho 3 phần 8. Chia cho 3 phần 8 thì các em nhân với 8 phần 3. Rồi đến đây thì các em thực hiện như ở câu E. Tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. Tử là 9 nhân 5 nhân 8. 9 các em viết thành 3 nhân 3. 5 các em giữ nguyên. 8 các em viết thành 4 nhân 2. Mẫu là 15 nhân 4 nhân 3. 15 các em viết thành 5 nhân 3. Rồi sau đó nhân 4 nhân 3. Bây giờ các em rút gọn. Các em chia cả tử và mẫu cho 3. Chia tiếp cả tử và mẫu cho 5. Chia tiếp cả tử và mẫu cho 4. Rồi ở đây vẫn còn 3. Các em chia tiếp cả tử và mẫu cho 3. Như vậy là kết quả là bằng 2 phần 1, tức là bằng 2. Sau khi rút gọn hết thì tử số còn lại là 2 và mẫu còn lại là 1. Gạch hết thì có nghĩa là 1 các em nhá. Bởi vì sau khi chia thì chia hết thì còn lại là 1 chứ không phải là 0 nha. Các em đừng hiểu nhầm là 0. Mẫu còn lại là 1, 2 phần 1 bằng 2. Tiếp theo các em sang câu C. 5,87
nhân 6,32 cộng 3,68 nhân với 5,87. Ở đây biểu thức có dạng là nhân một số với một tổng. A nhân mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc thì sẽ bằng A nhân B cộng với A nhân C. Biểu thức này nó có dạng giống như ở vế bên phải. Như vậy là các em sẽ phân tích ngược lại. Thành A nhân mở ngoặc B cộng C. Ở đây A chính là 5,87. A là 5,87. Rồi chỗ này là A nhân C hay là C nhân A thì vẫn là như nhau các em nha. 3,68 nhân với 5,87 hay là 5,87 nhân với 3,68 là như nhau nha. Và bây giờ các em phân tích ngược lại. A ở đây chính là 5,87 nhân với mở ngoặc B cộng C, tức là 6,32 cộng với 3,68. Rồi, 6,32 cộng với 3,68. Phần nguyên là 6 cộng 3 bằng 9. Phần tập phân là 0,32 cộng với 0,68 bằng 1. 9 cộng 1 bằng 10. Đến đây các em lấy 5,87 nhân 10 thì bằng 58,7. Tiếp theo em sang bài tập số 2, tính bằng cách hợp lý. Câu E, 5,94 chia cho 0,25 chia 4. Rồi bình thường thì các em lấy 5,94 chia cho 0,25 được bao nhiêu, các em chia tiếp cho 4. Ở đây tính bằng cách hợp lý, tức là tính bằng cách nào mà nhanh nhất, đơn giản nhất, thuận tiện nhất. Thì các em sẽ áp dụng tính chất là chia một số cho một tích, A chia cho tích B nhân C thì sẽ bằng A chia B trước này, hoặc là A chia C trước cũng được. Sau đó được kết quả bao nhiêu, các em chia tiếp cho thừa số còn lại. A chia B rồi thì các em chia tiếp cho C. Thì biểu thức này nó có dạng giống như là ở vế bên phải. Do đó các em sẽ phân tích ngược lại. Các em viết thành A chia mở ngoặc B nhân C, tức là 5,94 là A chia cho mở ngoặc B nhân C, tức là 0,25 nhân 4. Rồi các em biết là 0,25 nhân 4 thì nó bằng 1 rồi. Đến đây ta có 5,94 chia 1 thì bằng 5,94. Các em thấy nó rất là nhanh, rất là thuận tiện. Thay vì các em lấy 5,94 chia 0,25 trước, sau đó được kết quả bao nhiêu, các em lại chia tiếp cho 4. Câu B, 39,5 trừ đi 6,48, sau đó trừ tiếp đi 3,52. Rồi các em áp dụng tính chất sau: A trừ mở ngoặc B cộng C đóng ngoặc, trừ một số cho một tổng, thì sẽ bằng là A trừ đi B, trừ đi số hạng thứ nhất, sau đó được kết quả bao nhiêu, trừ tiếp đi số hạng thứ hai. Thì biểu thức ở câu B này nó giống dạng là vế ở bên phải. Như vậy các em sẽ phân tích ngược lại. Như vậy ở đây các em sẽ viết thành là A tức là 39,5 trừ đi mở ngoặc B cộng C, trừ đi mở ngoặc 6,48 cộng 3,52 đóng ngoặc. Ở đây các em thực hiện phép cộng ở bên trong giống ngoặc trước. Phần nguyên là 6 cộng 3 bằng 9. Phần tập phân là 0,48 cộng với 0,52 bằng 1. 9 thêm 1 là 10. Như vậy là 39,5 trừ đi 10. Các em trừ đi 1 chục thì các em sẽ bớt ở hàng chục đi 1. Ta còn lại là 29,5. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3. Một bể chứa nước có thể tích là 4 mét khối. Người ta mở vòi nước chảy vào bể, cứ 2,5 phút chảy được 100 lít nước. Hỏi khi bể không có nước thì vòi đó chảy bao lâu được 3/4 thể tích bể. Rồi trước hết là các em phải tính xem 3/4 thể tích bể là bao nhiêu, sau đó các em mới tính được. 3/4 thể tích của bể nước là bao nhiêu. Bể nước có thể tích là 4 mét khối. Như vậy 3/4 sẽ là 4 × 3/4. Rồi các em lấy 4 chia 4 bằng 1, 1 × 3 bằng 3, 3 mét khối.
3/4 thể tích của bể nước chính là 3 mét khối. Ở đây người ta cho là 2,5 phút thì chảy được là 100 lít nước. Như vậy là các em phải đổi 3 mét khối này ra đơn vị đo là lít. Muốn đổi ra đơn vị đo là lít thì trước hết là các em phải đổi ra đơn vị đo là đề xi mét khối trước. Bởi vì sao? Bởi vì 1 đề xi mét khối nước thì nó bằng 1 lít nước. Rồi, 3 mét khối đổi ra đề xi mét khối, đổi từ mét khối ra đề xi mét khối. Các em lấy số đo nhân với 1.000. Ta có 3 nhân 1.000 bằng 3.000 đề xi mét khối. 1 đề xi mét khối nước thì bằng 1 lít nước. 3.000 đề xi mét khối nước thì bằng 3.000 lít nước. Rồi đến đây các em hiểu bài toán như sau. Chảy vào bể được 100 lít thì phải mất là 2,5 phút. Như vậy để chảy vào bể được 3.000 lít thì mất bao nhiêu phút? Ở đây các em cần phải so sánh là thể tích gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian chảy cũng phải gấp lên bấy nhiêu lần. Tức là các em lấy 3.000 chia 100 để xem là thể tích gấp lên bao nhiêu lần. Sau đó các em lấy số lần đó các em gấp 2,5 lên nhân với 2,5. Rồi như vậy là thời gian để vòi nước chảy được 3/4 thể tích bể là. Bây giờ các em lấy 3.000 chia cho 100 để xem nào thể tích gấp lên bao nhiêu lần. Thể tích gấp lên bao nhiêu lần thì thời gian chảy cũng phải gấp lên bấy nhiêu lần. Tức là các em nhân với 2,5. 3.000 chia cho 100 bằng 30. 30 nhân 2,5 bằng 75, tức là 75 phút. Rồi em nào để 75 phút cũng được. Còn không thì em đổi ra xem nó bằng là mấy giờ mấy phút. Bởi vì là 75 phút nó lớn hơn 1 giờ rồi. 1 giờ chỉ có 60 phút thôi. Các em đổi 75 phút xem nó bằng là mấy giờ mấy phút. Đổi từ phút ra giờ, các em lấy số phút chia cho 60. 75 chia 60 được 1 và dư 15. Tức là 1 giờ 15 phút. Rồi như vậy, các em đáp số là 1 giờ 15 phút. Khi không có nước thì vòi nước đó phải chảy mất thời gian là 1 giờ 15 phút thì mới được là 3/4 bể. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, cho hình tam giác ABC có diện tích là 150 cm². Trên BC lấy điểm M sao cho BM gấp đôi MC. BM gấp đôi MC có nghĩa là BM là 2 phần còn MC là 1 phần như thế. Tức là các em sẽ chia BC thành 3 phần bằng nhau. Trong đó BM chiếm 2 phần và MC chiếm 1 phần như thế. Và từ đây các em cũng có thể hiểu là BM là 2 phần, BC là 3 phần, tức là BM bằng 2/3 BC. Các em ghi nhớ điều này để các em tính diện tích này. Và ở đây người ta yêu cầu các em tính diện tích của hình tam giác ABM, tức là hình tam giác màu xanh này. Và người ta chỉ cho các em là diện tích của hình tam giác ABC bằng 150 cm² thôi. Ngoài ra không cho thêm điều kiện gì. Và ở đây các em lưu ý cho thầy giáo là tam giác ABM và tam giác ABC có chung chiều cao hạ từ A xuống cạnh đáy tương ứng. Rồi, đối với hai tam giác mà có cùng chiều cao, các em biết là diện tích bằng cạnh đáy nhân chiều cao chia cho 2. Nếu hai tam giác mà cùng chiều cao thì cạnh đáy của hình tam giác này gấp bao nhiêu lần cạnh đáy của hình tam giác kia thì diện tích của hình tam giác này cũng gấp bấy nhiêu lần diện tích của hình tam giác kia. Ở đây các em vừa chỉ ra được là BM chiếm 2 phần, BC chiếm 3 phần, tức là BM bằng 2/3 BC. Cho nên diện tích của hình tam giác ABM cũng bằng 2/3 diện tích của hình tam giác ABC. Như vậy là muốn tính diện tích của hình tam giác ABM, các em lấy diện tích của hình tam giác ABC là 150 cm², các em nhân với 2/3. Rồi cụ thể thì các em sẽ giải bài toán là như sau.
Rồi đây em biết là BM bằng 2MC. Tức là em có thể hiểu là BM biểu thị là hai phần bằng nhau. Thì MC sẽ là một phần như thế. BM là hai phần, MC là một phần. Từ đó em suy ra là BC là ba phần. BC là ba phần như thầy giáo đã vẽ trên hình. BM chiếm 2 phần, BC chiếm 3 phần. Từ đó các em suy ra là BM bằng 2 phần 3 BC. Hai tam giác ABM và ABC có chung chiều cao hạ từ A xuống cạnh đáy tương ứng. Và đồng thời cạnh đáy BM bằng 2 phần 3 cạnh đáy BC, cho nên diện tích của hình tam giác ABM cũng bằng 2 phần 3 diện tích của hình tam giác ABC. Rồi hai tam giác ABM và ABC có chung chiều cao hạ từ A xuống cạnh đáy tương ứng của hai tam giác. Cho nên diện tích tam giác ABM sẽ bằng 2 phần 3 diện tích tam giác ABC. Cạnh đáy bằng 2 phần 3 cho nên diện tích cũng bằng 2 phần 3. Như vậy là diện tích tam giác ABM là diện tích tam giác ABM bằng 2 phần 3 diện tích tam giác ABC. Cho nên các em lấy diện tích tam giác ABC là 150, các em nhân với 2 phần 3. Rồi 150 chia 3 bằng 50, 50 nhân 2 bằng 100. Như vậy các em đáp số là 100 cm vuông. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.